một kiếp người ngẫm cho cùng cũng thật là ngắn ngủi phù du. Có nhiều người ta mới gặp hàn huyên tâm sự chưa được bao lâu thì nay họ đã ra người thiên cổ. Vậy thì gây thù kết oán với nhau làm chi, khiến đời sống của mình sinh thêm phiền não? Tại sao mỗi người không sẵn sàng mở rộng vòng tay để yêu thương và giúp đỡ nhau, để đối xử tốt với nhau cho cuộc đời được tăng thêm phần ý nghĩa? Ta đừng bắt chước những kẻ có bản tính hung hăng, lúc nào cũng thích gây sự với người khác. Những người hung ác như vậy thì đâu được ai ưa, trái lại người ta còn tìm cách xa lánh. Ta nên biết nhường nhịn nhau để sống. Một sự nhịn chính sự lành. Vẫn biết con người dù hiền đến đâu cũng có lúc nổi giận, vì trong thức tình của con người có sẵn tình, nộ là giận. Giận cũng là bản tính bình thường, nhưng nếu khi giận mà biết dằn cơn giận của mình xuống được, kềm chế nó được là điều tốt. Dân gian có câu, no mất ngon, giận mất khôn. Vì khi cơn giận nổi lên thì ta chẳng khác người khùng, mặt mày đỏ như gấc chín, mắt long lên dữ tợn, dáng vẻ hung hăng, chỉ muốn đập phá cho hả giận. Vì vậy trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, ngọn lửa tham sân si đốt cháy muôn ngàn rừng công đức. Vì vậy nếu không khéo nhường nhịn thì hậu quả xấu tất nhiên sẽ xảy ra, gieo nhân thì gặt quả, đó là điều tất yếu. Muốn sống được yên vui hạnh phúc, ta cũng đừng nên gây thù chuốc oán với ai. Thà mình chịu nhường nhịn để người có lỗi sẽ có lúc nhận chân ra được lỗi lầm của họ, thì họ sẽ cảm phục ta hơn. Bởi vì ta đã tu tập hạnh nhẫn nhục để hóa giải những khổ cho chính mình và cho người khác. Nhưng cũng không ít người vì lòng sân giận sai khiến, hủy hoại thân mình một cách đáng thương. Họ bị lòng sân hận dẫn dắt, đưa mình vào con đường hại mình hại người một cách vô cùng đáng thương và bi thảm, để rồi mãi trầm luân vĩnh kiếp không thôi. Xin chắp tay nguyện cầu tha lực của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền giúp họ mau mau phản tỉnh, dùng pháp từ bi thanh tịnh hòa bình để tu sửa đối trị thân tâm, khiến cho mọi người trên cuộc đời đều được an vui tự tại. Anh đúng, tôi sai. Có hai nhà ở cạnh nhau. Nhà bác Ba Thọ sống hòa thuận vui vẻ, nhà chú Năm Thao thì ba ngày một trận cãi nhau to, năm ngày một phen ầm ĩ, đến gà chó chẳng yên, không cái gì sống yên tĩnh. Một hôm, chú Năm Thao vì hiếu kỳ chạy sang nhà bác Ba Thọ hỏi thăm. Nè, sao nhà anh không nghe một tiếng cãi nhau, sống lại hòa một vui vẻ vậy? Bởi vì người nhà của tôi ai cũng tự nhận mình là người xấu, do đó mới nhẫn nại với nhau, cho nên cuộc sống được an ổn vô sự. Còn nhà anh thì ai cũng cho mình là người tốt, do đó thường xảy ra tranh luận không thôi và thường thường đánh nhau. Vậy đây là đạo lý gì? Ví dụ như trên bàn để một chén trà và có người muốn làm cho nó bể tan đi, chẳng những không chịu nhận lỗi mà còn phùng mang trợn mắt và mắng lớn. Ai để chén trà ở đây? Người để chén trà cũng chẳng chịu thua cãi lại. Tôi để đó thì sao? Tại anh vô ý làm cho nó bể tan đi thôi. Hai người chẳng nhường nhau và tự cho mình là người tốt, khư khư không bỏ được, và đương nhiên phải xảy ra cảnh đánh mắng nhau. Nhưng ngược lại, người làm bể tách trà nếu như có thể nhỏ nhẹ nói: dạ xin lỗi, tại tôi vụng về cho nên làm bể tách trà. Nếu đối phương nghe xong mà đáp lại rằng: ờ thì điều này thì không thể trách anh được, đáng lý tôi không nên để tách trà ở đó. Nếu như hai bên đều nhận lỗi của mình và nhường nhịn lẫn nhau thì làm sao có cãi vã được. Nếu trong cuộc sống ai cũng có tuệ giác để có thể soi sáng và dẹp bỏ bản ngã, biết hạ mình trước người khác để nói lời xin lỗi, tôi lầm, có thể tự cho mình là xấu, thực hành hạnh nhẫn nhục, bỏ ra ngoài tai những lời chê khen của người khác, trừ khi những lời chê đó là đúng thì nên theo đó mà sửa mình. Và có những phút giây chúng ta phải ngồi lại thiền quán để nhận biết những biến chuyển trong dòng tư tưởng và xả bỏ mọi thứ một cách hiểu biết, có chánh niệm như một dòng nước chảy xuống liên tục và nối tiếp. Để rồi ta có thể sẵn sàng nhường lại những hạnh phúc cho người khác nếu họ có nhu cầu. Còn chỗ xấu có ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, làm cho họ không vui, không được hạnh phúc thì ta xin nhận lãnh.
thường khen người, tôn trọng người để học tập hạnh từ ái. Từ chỗ nhượng bộ, chịu thua mà có thể rèn luyện tâm tánh, dùi mài được ý chí lớn lao. Trải lòng thương với mọi người xung quanh, làm rộng lớn tâm lượng của mình. Nếu mọi người đều thực hiện được như vậy, thì nhất định là gia đình sẽ hạnh phúc và xã hội sẽ an vui.